Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái lý do tại sao bạn cần phải thiết lập mục tiêu của cuộc đời mình. Hầu hết con người chúng ta không vạch cho mình một cái lộ trình, một cái kế hoạch, một cái mục tiêu cụ thể để chúng ta đạt được cái kết quả mong muốn. Hoặc là chúng ta không biết cách để làm điều đó, hoặc là chúng ta sẽ lười đó, lười làm việc, người trong việc lên kế hoạch để thiết lập mục tiêu đó. Cái điều này nó rất là đơn giản, nhưng không phải ai cũng làm điều đó, ai cũng thực hiện điều đó. Hoặc là có rất nhiều người họ chỉ nghĩ trong đầu thôi, họ cũng không viết cái kế hoạch cụ thể ra giấy. Và ở một cái trường đại học Yale, tôi viết ở đây nhé. Thứ nhất là chúng ta cần phải thiết lập mục tiêu, để có mục tiêu nhé, có mục tiêu mang tính đột phá, có mục tiêu mang tính đột phá. Tại trường đại học Yale này, người ta nghiên cứu ra rằng có tới 97% là không có mục tiêu rõ ràng, không rõ ràng mục tiêu, và chỉ có 3% là có mục tiêu rõ ràng. Và người ta nghiên cứu rằng sau 10 năm này, thì cái tổng tài sản của nhóm 3% này nó gấp 97% cái nhóm không có mục tiêu rõ ràng này đó. Và tổng tài sản của cái nhóm 97% này chỉ bằng 3% của cái nhóm có mục tiêu rõ ràng này đó. Nó hoàn toàn ngược lại như vậy. Rồi cái điều thứ hai trong cái nhóm mục tiêu này, có nghĩa là chúng ta phải gắn thứ hai chúng ta phải gắn ý nghĩa cho mục tiêu của mình. Khi chúng ta gắn được ý nghĩa cho cái mục tiêu của mình, rằng nó thực hiện để làm những cái sứ mệnh gì, thì chúng ta mới có khao khát, chúng ta có động lực mạnh mẽ, chúng ta có những cái sự sung sướng để chúng ta thực hiện cái mục tiêu đó. Rồi thứ ba là chúng ta cần phải tạo ra kế hoạch cụ thể. Thứ ba, chúng ta cần phải có kế hoạch cụ thể, plan. Chúng ta phải kế hoạch rõ ràng, chi tiết từng bước nó đi như thế nào, nó cái lộ trình như thế nào, lộ trình từng bước đạt được những cái thành công nhỏ rồi đến những thành công lớn. Và chúng ta cần phải rõ ràng, chúng ta phải huy động mọi nguồn lực để thực hiện cái kế hoạch đó. Rồi bước thứ tư đó chính là chúng ta cần phải có hành động. Chúng ta phải hành động với kế hoạch này, action. Chúng ta phải hành động với những kế hoạch đó. Chúng ta hành động bất chấp nỗi sợ hãi, hành động. Chúng ta bỏ ngoài tai tất cả những cái thứ nó tác động vào chúng ta tiêu cực, chúng ta bỏ ngoài tai hết và chúng ta đi thẳng đến mục tiêu của mình. Dù trên con đường đến mục tiêu nó không trải hoa hồng, nhưng bạn đã xác định được cái mục tiêu rõ ràng của mình rồi, thì bạn hãy huy động mọi nguồn lực của mình, và dù nó có như thế nào đi nữa thì bạn cũng hãy vượt qua những cái thách thức đó, vì tất cả những cái gian nan, những cái thử thách đến với mình, nó đang thử thách mình, chứ không phải là nó là rào cản, nó đang thử thách mình để mình đạt được cái thành công đó. Rồi tiếp theo, khi chúng ta hành động rồi thì chắc chắn là nó sẽ có những cái điều sai, điều trái. Vì thế chúng ta cần phải có cái bước thứ năm, là cái bước chúng ta chúng
chúng ta kiểm tra và đánh giá. Đó, kiểm tra này, check. Đấy, phải đánh giá y value, e value is. Đó, e value is. Kiểm tra và đánh giá. E value is. Chúng ta kiểm tra và đánh giá. Hoặc là bạn cũng có thể là thêm những cái bước nhỏ, ví dụ kế hoạch. Có những kế hoạch nhỏ thì bạn có thể là chọn những cái việc quan trọng làm trước đó. Thì đây là năm cái bước cơ bản nhất để chúng ta lên kế hoạch gắn cho cái mục tiêu của mình được rõ ràng, được thành công. Hy vọng là qua cái video này bạn đã có những cái hướng đi rõ ràng, bạn có được cái mục tiêu của mình và bạn hãy trình bày nó ra giấy nhé, chứ không phải là suy nghĩ trong đầu nữa. Bạn hãy trình bày nó ra giấy và dán nó, viết ra thật nhiều cái tờ giấy nhỏ nhỏ, rồi dán nó ở những cái chỗ bạn dễ nhìn thấy, như là lối đi, cửa đó, để bạn nhìn thấy cái mục tiêu của mình hàng ngày, thì bạn cam kết với cái thứ mục tiêu, những cái điều mình đã đặt ra. Và một cái điều nữa đó là bất kỳ lúc nào dậy thì bạn hãy đọc cái mục tiêu của mình to lên hàng ngày, để cho nó đi vào cái tiềm thức của bạn. Nó đi vào tiềm thức của bạn thì nó bạn sẽ khao khát hơn và sẽ động lực mạnh mẽ hơn để thực hiện cái mục tiêu của mình. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Nếu bạn thấy video này là hữu ích cho bạn thì hãy đăng ký và chia sẻ video này nhé. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tuyệt vời lần sau. We'll be right back.